thầy giáo tôi. Ngay từ buổi học sáng nay, thầy giáo mới đã khiến tôi có cảm tình. Trong lúc chúng tôi đang lục tục vào lớp thì thầy đã yên vị rồi. Thì thoảng lại thấy một vài học trò cũ của thầy năm ngoái chạy đến ló đầu vào cửa lớp rồi cung kính bước tới chào thầy. Có chị còn vào tận nơi nắm tay thầy rồi cắm đầu chạy vụt đi. Rõ là thầy được học trò yêu mến và quyến luyến. Đáp lại, thầy chỉ nói chào con. Thầy chìa tay ra bắt tay học trò nhưng lảng tránh ánh mắt họ. Thầy quay ra phía cửa sổ, lờ đãng nhìn mái nhà bên kia đường. Lúc này, khuôn mặt vẫn hiện rõ nét nghiêm nghị và trán thầy vẫn hằn rõ nếp nhăn thẳng đứng. Lẽ ra, những lời thăm hỏi của học trò phải khiến thầy vui vẻ hơn. Nhưng ngược lại, dường như chúng khiến thầy khổ sở. Rồi thầy quay sang trầm tư nhìn chúng tôi, từng đứa một. Giờ chính tả, thầy vừa đọc cho chúng tôi chép bài, vừa đi đi lại lại giữa các dãy bàn. Chợt nhìn thấy một học trò nổi mẩn đỏ khắp mặt, thầy dừng lại hỏi han, sờ tay lên trán kiểm tra xem cậu có bị sốt không. Thừa lúc đó, một cậu bạn ở sau lưng thầy đứng lên diễn trò con rối. Thầy đột ngột quay người lại, khiến cậu chàng hốt hoảng ngồi thụp xuống, đầu cúi gầm ra, vẻ sẵn sàng chịu phạt. Nhưng thầy chỉ khẽ đặt tay lên đầu cậu và nhắc, lần sau còn đừng làm thế nữa nhé. Sau đó, thầy quay lên bục giảng đọc nốt bài chính tả. Xong xuôi, thầy im lặng nhìn chúng tôi một lúc, rồi giọng nói sang sảng nhưng đôn hậu của thầy chậm rãi cất lên. Các con, thầy trò mình sẽ cùng nhau trải qua một năm học. Hãy cố gắng làm sao để có một năm thật tốt nhé. Các con hãy cố gắng học hành, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Thầy không có gia đình. Các con chính là gia đình của thầy. Năm ngoái, thầy còn mẹ già, nhưng nay cụ mất rồi. Giờ thầy chỉ còn lại một mình. Các con là tất cả những gì thầy có. Tất cả niềm yêu thương và suy nghĩ của thầy đều hướng về các con. Thầy coi các con như chính con thầy đẻ ra. Thầy chúc các con mọi sự tốt lành và hãy yêu mến thầy như thầy yêu mến các con. Thầy không muốn phải phạt ai cả. Hãy cho thầy thấy rằng các con là những đứa trẻ có tâm hồn. Trường ta sẽ là một gia đình và các con sẽ là nguồn an ủi cũng như niềm tự hào của thầy. Thầy không bắt các con phải hứa hẹn điều gì cả, bởi thầy chắc chắn rằng trong thâm tâm các con đều đã nhất trí với thầy rồi, nên thầy xin cảm ơn các con. Thầy vừa dứt lời thì bác bảo vệ bước vào thông báo đã đến giờ tan trường. Chúng tôi lặng lẽ ra về. Cậu học trò khi nãy tự ý đứng lên nghịch ngợm tiến về phía thầy, run rẩy nói, thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con ạ. Thầy hôn lên trán cậu và âu yếm nói, mình về thôi con trai.